Hello, xin chào anh em, tao quay trở lại với Đen Minh. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một con AD mà đang làm mưa, làm gió là cái thời điểm hiện tại nha anh em ơi. Thì đó chính là con Van Heel nha. Đó thì con Van Heel này nè anh em, phải nói rằng là nó mạnh kinh khủng luôn anh em, và nó rất là lỗi đam. Trước đó vài game thì mình có test khoảng tầm 1 đến 2 game rồi anh em, và mình đã nhận ra được cái sự mà khác biệt đến từ cái nội tại của nó. Phải nói rằng là nó ảo, quá ảo ma luôn anh em ơi. Anh em cứ coi hết video đi thì anh em thấy được cái độ ảo ma của nó nha anh em. Thì đây đầu game đồ solo à. Ui đầu game mà có một AD thôi thì may ra còn solo được chứ anh em. Đằng này có hai người thì hơi khó nha. Đi kèm của mình là Erin à. Tôi không sao anh em ơi. Bên kia thì cũng khá nhiều CC với cũng khá nhiều làm chậm á, nhưng mà mình không có ngán đâu anh em ơi. Thích chơi là mình chơi khô máu à. Thì con Van Heel này giai đoạn đầu game anh em thì rất là hiếm có vị tướng nào mà solo ăn được nó lắm anh em ơi. Bởi vì cái nội tại nó quá bá, mình nói thiệt. Nó quá lỗi luôn á. Khi mà clip này được đăng lên thì mình hy vọng rằng là sẽ có nhiều bạn vào coi và sẽ thấy được nhận ra được cái điểm mà khác thường ở trong cái chiêu thức của con Van Heel, cộng theo đó là cái nội tại nha anh em. Khi mà anh em lên thêm đó là cái bùa đồ mà khoảng 4-5k sát thương nữa thì phải nói mình nói thiệt, anh em mà quăng nội tại thì chỉ cần khoảng 3 đòn đánh thôi nha anh em. Đúng 3 đòn đánh của cái nội tại thôi thì bên kia nó bay màu luôn anh em ơi. Tại vì trước đó mình chơi game thì phải nói rằng là nó ảo quá thiệt. Mình không hiểu lý do tại sao mà có một con AD mà nó lỗi như thế này mà gà rán lại không có nếp bớt đi. Hồi trước thì có nếp con Van Heel xuống rồi đấy, nhưng mà mình nghĩ so với bây giờ thì nó còn mạnh khiếp hơn nữa anh em ơi. Và mình nghĩ là nên nếp xuống nhà anh em không. Mình chỉ cần quăng mấy đòn thôi thì con Erin nó cũng bó tay nó chạy thôi anh em ơi. Không thể nào mà nó chịu nổi đâu anh em. Và bây giờ mình sẽ cố gắng farm cấp 4 nha. Thì có cấp 4 rồi thì anh em sẽ có thêm được một lần nội tại nữa anh em. Ôi trời ơi, gì đây, muốn chơi không? Thích chơi là mình vô mình chơi à, chứ mình không có sợ đâu bạn ơi. Thích thì vô đây, mình cứng 4 level đầu game cũng được. Ôi chịu Vân cả, ôi trời ơi, sao xong rồi anh em ơi. Chịu Vân còn xíu máu mà thằng Valor đang măm me kìa. Đây nè, đúng rồi, vô chơi luôn các bạn ơi. Nhảy anh Tây vô ông, đúng rồi, đấy. Ban luôn anh em, đấy. Trời ơi, tóc biến hết rồi kìa, thiệt chứ, tiếc ghê chưa. Pha này tí nữa thôi, cái mạng của Bunny là cuộc thuộc về mình rồi. Thôi nhưng mà không sao anh em ơi, không người ăn mạng thì tí nữa cũng ăn thôi. Bây giờ thì tập trung ăn mình nó con rồng nha. Trời ơi, ăn rồng đi Booster ơi, làm gì vậy Booster. Thiệt chứ, từ từ anh em ơi, mình muốn kiếm chuyện cái thằng này anh em thấy không? Văn này anh em ơi. Trời ơi, cái nội tại kìa anh em thấy không? Bên bạn á bắn mình á thì không mất nhiều máu, mà mình luyện cho mấy luyện thôi. Phải nói rằng là choáng váng hết luôn anh em ơi. Sao đây? Muốn chơi không bạn ơi? Trời rén lắm anh em. Một người bên mình thôi mà đã ép cho tên bạn hai ông nội đó đứng trong trụ riết luôn. Không thể nào mà ra khỏi trụ đâu anh em ơi. Tại vì con Van Heel này mình nói thiệt, anh em nên bích trong những cái mức ranh mà tầm 30 sao đổi xuống thì đánh nó rất phải nói rằng là ok luôn anh em ơi. Còn tầm những bức tranh mà trên cao quá thì họ sẽ biết được cái điểm mạnh này và họ sẽ khắc chế một phần nào đó nha anh em ơi. Trụ tăng trụ luôn anh em ơi, mình chấp cả trụ luôn nha anh em. Đây chấp cả trụ cho anh em coi luôn đấy, anh em thấy không, bực hồ mẫu cấp lên vẫn còn sống nha anh em. Phải nói rằng là nó quá ảo ma, ở giai đoạn level 5 thôi mà mình đã cưng 2, mà cưng này là cưng trong trụ nha anh em. Ở thì như anh em đã thấy, mình hoàn toàn tăng vào trụ trước luôn và không để cho support tăng trụ anh em. Mình giống như là một vị tướng AD mà kèm theo đó là một vị tướng gọi là đấu sĩ nữa anh em ơi. Mình chấp trụ bắn trước luôn anh em. Tuy á trụ bắn mình mà bên kia cũng dồn đam mình nữa nhưng mà không đáng kể nha anh em ơi. Đó, mình dồn trước khi mà kiểu như là trụ bắn chết cũng như là bên kia dồn đam chết nữa mà. Phải rồi, nói rằng là bắn quá đâu anh em ơi. Thì chứ tem bạn mà bích những cái con tướng mà máu mà hơi mỏng tí xíu thôi là mình luyện có khi là luyện cả chích cả lũ á anh em ơi. Mà bên bạn bích thì có con Floor, thì con Floor cũng là một con tướng mà khắc chế con Van Heel này nha anh em. Nếu như mà anh em quăng con Floor mà khi anh em có nội tại thì sẽ ngon, mà anh em đừng nên để cho thằng Floor nó khắc anti anh em. Tại vì nếu như mà nó khắc anti anh em á thì nó sẽ không bị gọi là choáng nha. Mà con chiêu thức đến từ con Van Heel này đa số là choáng khá là nhiều đó. Nếu như mà nó khắc anh em thì nó muốn anh em đi là tới chết luôn ấy. Thì anh em đánh thì anh em nhớ phòng vệ nha, cộng theo đó là anh em nhớ mang cho mình đó tóc biến nha anh em ơi. Trời sao không chát được ta. À có vẻ như là đây anh em ơi đang cắt chát. Đây từ từ nha, đừng đánh nha bạn ơi. Cứ đợi mình lên đi, mình cưng năm cho coi nè. Ôi, mình nghĩ là kêu ông rừng khỏi ganh em ơi, chứ lên mình thì không cần phải ganh đâu em ơi. Tại vì mình muốn solo triệt để mà, đầu game mình đã tăng trụ cưng 2 rồi thì không nhất thiết phải rừng ganh nha anh em. Mình nghĩ ông rừng nên ganh cho cái đường tớp á, tại vì ông Floor đa số là anh em biết rồi đó. Floor ăn đứt kèo những cái con như là Triệu Vân mà đây là quăng luôn em ơi. Trời đâu chưa thì bên bạn mà mình nói thiệt chứ fan em có tóc biến nữa là chết Benny rồi anh em ơi. Nhưng mà tiếc hay fan này là không có tóc biến. Sao đây chịu nổi bạn ơi. Trời quăng đau lắm nha. Ui có vẻ thằng ra này nó muốn. Trời ơi, AD ơi về đấy. Ôi trời ơi, thôi xong Alice rồi.
Trời ơi, thiệt chứ pha này mình chịu nha anh em, pha này cứu không được nha. Chrissy ơi, bây giờ bạn mới xuống thì thiệt chứ, nó băng vô chỗ nó đập mình luôn đấy. Đâu rồi, tên nó rồi, trời nó đâu chưa anh em ơi, nhìn kìa. Hay quá. Trời ơi, thiệt chứ, hai thành viên. Chết hai thành viên rồi anh em ơi, ngon. Tè tóc biến lên luôn rồi, rồi. Bạn xác định bạn ơi, choáng quá nhiều mà anh em. Đó, mình tóc biến lên, mình combo. Nói chung thì khá là bất ngờ, khiến cho thằng Ra nó không thể nào mình trở tay được anh em ơi. Nói chung thì cái combo này thì hồi xưa con Van Heel này áp dụng mà khi lên phép á, thì pha đó thì bốc hơi là chắc rồi anh em. Mà bây giờ nó cũng giống như lên phép á, anh em tóc biến lên, anh em mình ti cho mình là anh em có cái nội tại gọi là full vật ở dưới anh em. Đó, anh em quăng một cái hết thôi, mình nói thiệt chứ nó đau lắm anh em, nhìn kìa. Chí mạng mà nổ tàn một K2, K4 không, nó giống như một vị tướng sát thủ anh em ơi. Không khác gì luôn anh em nhìn đi, đấy. Đây anh em thấy không, vừa có sát thương chí mạng mà vừa có hút máu nữa. Thì anh em ăn rồng cũng như là anh em pha mục tiêu, anh em không nhất thiết phải về luôn mình nha. Nếu như mà vị tướng Van Heel này mà có support như là con Helen nữa thì bá đạo, hoặc là con Aya nữa anh em, thì là chùm của chùm luôn rồi anh em ơi. Sao đây muốn chơi không bạn ơi? Thích thì mình vô mình làm một dạng là vài pha nào. Thiệt chứ tại bạn nhát quá anh em ơi, cũng khó cho mình. Hiện tại thì mình chưa có tóc biến nha, nên mình cũng khá là gọi là ngại khi mà mình lao lên. Anh Ti đi bước tơ. Ôi trời ơi, bước tơ ơi, anh Ti đâu? Ui cha nội bước tơ này chán thế. Thiệt chứ quá nhát anh em ơi. Vậy như bước tơ không dám anh Ti. Đối với cái nội tại đó thì được hai lần anh Ti nha anh em ơi. Thôi mình không cần ổng ganh đâu anh em ơi. Nói chung thì ổng ganh cũng như không ganh à. Tại vì đa số là rừng mà ganh anh em thì bên kia nó lùi quá. Em để ý đi, khi nào mà anh em bị ép á thì rừng ganh thì mới ra còn ganh thành công. Đằng này là riêng một bản thân về mình thôi nha, mình đã ép hai thành viên bên kia phải lùi về trụ rồi. Thì bây giờ rừng ganh đi chăng nữa cũng phế thôi anh em. Ở chỗ cái gì đây ra ơi, đâu đây? Ui cha nội này đứng bùi đâu ra anh em ơi. Thiệt, mình vừa đi lên thôi mà thiệt chứ nó ủi mình cái chết luôn kìa, ảo ma thiệt. Pha này có tóc biến thì may ra có thể là sống vào lay được nha anh em, nhưng mà pha này là không có tóc biến, quá bực bội luôn ấy. Cày ghê ra thiệt chứ, giờ phải đếm số này chứ, nhỏ ghê anh em ơi. Ui Triệu Vương ăn được kìa, phải lo à, hay thế. Thường thường anh em những con tướng mà tăng cơ như Triệu Vương á thì rất là hiếm khi bạn kèo cũng phải lo. Ôi trời ơi, mình ép mang tiếng là ép lên người ta mà rốt cuộc bị mất trụ đầu tiên rồi anh em ơi, bởi một pha di chuyển khá là ngu người đến từ mình. Trời ơi, nhỏ thế không sao anh em ơi. Tuy là bị mất trụ đầu tiên nhưng mà chưa chắc là bên bạn là ăn nổi mình nha. AD là một nè, Sword là hai nè, kéo thêm cả rừng cả mít nữa, mình cưng 4 luôn đấy anh em ơi. Ê cho mình xin. Trời ơi thiệt chứ, Chrissy còn dùng chiêu 1 nữa thì chịu luôn đấy. Trời ơi, tem bạn xuống đây hết lính nè. Thôi đừng có xuống nhiều quá mấy ông ơi. Trời ơi sao trời, xuống kiểu này thì làm sao mà có đức diễn cho mình được, đúng không anh em? Mình đang rất là cần đức diễn mà, tại vì hiện tại bây giờ mình đang quá xanh, quá mạnh nữa anh em. Đó, cứ để mình một cân 4, cân 5 gì đó cho nó ngon. Đây anh em ơi, lên luôn nha. Mình thấy tem bạn hình như là kéo 3 người lên, bắt đúng duy nhất Triệu Vân thôi anh em, mà kéo tới 3 thành viên lận. Đây, mình sẽ chỉ anh em cái cách mà giữ nội tại nha, đây anh em thấy không? Đó, bây giờ tăng tốc nội tại này, giữ nội tại anh em. Đây, vô đây mày ơi, vô đây, tàu anh Ti lên luôn nè. Gõ anh em ơi, đẩy. Chết một thằng. Rồi mày luôn. Rồi, ngon anh em ơi. Trời ơi, thiệt quá đã. Phải nói rằng là quăng rất là đau anh em ơi. Trời ơi, cái gì đây? Đâu ra vậy ba? Ui, thằng Ra này nó như ma anh em ơi, thiệt. Lúc đầu mình cũng nghi nghi rồi, tại vì mình thấy ba thành viên lên mà mình giết được có hai thằng à, còn thiếu thằng. Mà ai ngờ đâu thằng Ra nó bụi anh em. Mà sao nó toàn kiếm mối với mình không ta? AD support hay là mid thì nó không ủi, nó đi ủi mình anh em. Mid có hai bùa kìa, không ủi. Có vẻ như là pha đó mà đứng gần nhất anh em ơi, nên thành ra nó chọn mục tiêu là mình luôn. Trời, nó ủi cá chết luôn anh em ơi. Không kịp phản ứng luôn á thiệt. Bực mình thiệt, với là thằng Ra này nó quá xanh em ơi. Nó 6-3 rồi. Nó xanh phải nói rằng là hơn cả mình nữa kìa. Ôi trời, Triệu Vân ơi, về Triệu Vân ơi. Không có cửa đánh với Flo đâu. Thằng Flo nó múa coi như là tới nơi luôn đấy. Đây em ơi, xin cho mình đó là con bùa đỏ nha. Đó, bánh heo mà có bùa đỏ nữa là vừa làm chậm nè, vừa có sát thương nè. Đó, thì phải nói rằng là tuyệt vời nhất luôn nha anh em ơi. Thì con bánh heo này á, thì anh em nên bích vào trong những trận đấu như thế nào. Đó, thứ nhất, anh em phải lựa đội hình bên kia. Nếu như mà bên kia quá nhiều tăng cơ á, thì anh em nên bích cho mình. Tại vì đa số những con tăng cơ mà gặp Van Heel này mà tù á anh em thì không có cửa. Còn con Van Heel này á, chỉ sợ nhất là những cái con mà như là khống chế nè, hoặc là những cái con mà có nhiều choáng quá anh em thì rất là khó chơi. Đặc biệt là như là ví dụ như bên kia có Alex anh em đó, thì Van Heel cũng thực sự rất là khó chơi. Thì đa số là Van Heel là sợ choáng, sợ khống chế thôi anh em ơi. Còn những cái con mà tăng cơ khó chịu thì không ngán nha. Tao tăng chủ đập mày luôn nè mày ơi, mày đừng có đùa em không. Mình tăng trụ mình giết AD là một chuyện rất bình thường.
Bởi vì á, mình biết được rằng là cái điểm mạnh của con Van Heel này á là nó đâu anh em. Khi mà nó có nội tại mà full cây nha, thì anh em tăng trụ giết một người máu mỏng như là con Ethan này á thì một chuyện rất là đơn giản thôi. Ờ trời ơi anh em nhìn kìa. Trời ơi thằng Flor nó muốn dính cực kỳ luôn anh em ơi. Kiểu này hơi căng nha, thiệt. Trận này gặp Flor nó cũng khắc chế mình nữa anh em. Tại vì cái nội tại của con Van Heel này á là đa số là choáng đối phương. Mà thằng Flor mà một khi mà nó khắc ti anh em, nó miễn nhiễm mà. Miễn nhiễm là lấy đâu ra mà choáng. Đúng rồi, lên nè bạn ơi. Nó chỉ sợ những cái khống chế cứng như là con Arum với con Alistair thôi anh em ơi. Còn những cái con mà như mình á thì nó không ngán nha anh em. Họ xin bùa ông ơi. Trời ơi thì chứ có bùa nữa thì quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Spam chiêu thì nói rằng là auto nha. Ủa mà tên bạn hình như đang chuẩn bị ăn rồng đúng ta. Ê đừng ăn rồng vội vội nha bạn ơi. Đợi đợi mình đã. Đây nè, để mình lấy nội tại tí nè anh em ơi. Ôi trời ơi khó thế, lấy cái nội tại thôi mà khó thế. Đây rồi, lên khô máu luôn anh em ơi. Tóc tiến lên trời luôn. Rồi liền. Điện luôn anh em ơi. Ỏ anh em không. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây, trời ơi thì không ăn mạng nào luôn kìa, ảo thế. Mình liền cỡ đó mà không giết được thằng Bunny kìa. Mà chưa kể thằng Flor lao vào mình giết không chết. Thêm thằng Ra nữa chứ. Nhỏ dữ vậy trời. Thì chứ tính ra team mình đam cũng to lắm anh em ơi. Tính ra không phải có một mình là đam to, mà thành ra là thành viên team mình đam cũng rất là to nữa. Tăng trụ chơi luôn nè. Trời ơi nhát thiệt. Pha này gặp mình và chơi Buster nha, mình dùng chiêu 1 mình lao lên luôn anh em ơi. Tại vì mình biết được rằng là kiểu gì những cái thằng mà như là Rin anh em không thể nào mà nó còn tốc biến trong những cái pha mà giao tranh gọi là thần sau của này được. Chắc chắn sẽ hết tốc biến nha. Mà đa số anh em cứ để ý đi, cứ một pha giao tranh mà nó xong nha, ở mà team đang bị quét sạch hay là team đang bị gì đó thì auto khoảng 70% khả năng trở lên là team bạn hết anti, hết tốc biến. Thì anh em có đánh thủ báo cáo trường cho mình. Còn 30% còn lại á, nếu như mà anh em xui quá thì gặp nó còn tốc biến thì anh em chịu nha anh em ơi. Thôi xong rồi, nó lụm luôn hai thành viên luôn kìa, ba thành viên luôn kìa. Thôi giờ chỉ còn hai ông thôi, làm được gì nữa. Thì chứ căng thế. Ê ê ê ê ẩu nha bạn ơi. Cứ bình tĩnh nào, đừng có làm gì hấp tấp chứ. Tí nữa mình có tìm mình liền nó chết luôn nè anh em ơi. Bây giờ mình sẽ lụm bùa đỏ đó. À bùa xanh chứ. Đây chuẩn bị có nội tại anh em ơi. Đây. Trời ơi mất nội tại đây kìa. Đây không sao anh em ơi, vẫn còn tí nha. Đây Flo ơi. Ông ngáo thế, thiệt chứ anh em thấy không? Mình quăng ông Flo đúng như là 3 viên hay sao á. Quăng 3 cái thôi anh em ơi, trời trời nhìn kìa. 3K1, sát thương chí mạng. Tôi phải nói rằng là nó như con Len luôn anh em ơi, không khác nha. Đó, thì bây giờ mình đã tìm ra được cho anh em một con AD quá mạnh trong cái thời điểm hiện tại cũng như là của meta này nha anh em ơi. Có thì anh em coi video mình thấy hay thì đừng quên giúp mình một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh nha anh em ơi. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Và anh em nào mà muốn mình làm về con tướng gì cũng như là những cái bu đồ mình nó trơn trơn gì á cũng như là thử thách gì thì nhớ comment xuống bên dưới nha anh em ơi. Mình sẽ làm hết từ từ nha anh em. Nói chung thì mình sẽ lấy ý kiến đến từ anh em và mình sẽ làm, mình sẽ canh cái thời gian và nói chung mình sẽ làm từng cái một nha anh em ơi. Không thể nào làm hết được tại vì quá nhiều anh em comment, thì mình sẽ làm từng cái một nha anh em. Thì anh em đừng ngại hết, anh em cứ comment xuống bên dưới nha. Trời ơi, 3K6 sát thương chiếc mạng này kìa. Công nhận lên cái Nan Phoenix thì nó khác bọt hẳn luôn anh em ơi. Có khi nào lên 4-5K là một chuyện bình thường đấy anh em. Mình nghĩ bây giờ mình sẽ bán giày, có khi là lên cho mình đó là cái thương lâm. Mà bây giờ mình đang cần vàng để mình lên cho mình đó là cái giáp hồ mịn anh em ơi. Thì bây giờ tên bạn hầu như là biết mình mạnh đó anh em, thì cũng khả năng cao và sẽ nhắm tới mình. Thì bây giờ chỉ có gọi là lên cho mình đó là giáp hồ mịn thôi thì mày ra mới an toàn anh em ơi. Đây lấy nội tại anh em ơi. Đây chuẩn bị của bác. Ôi trời AD đâu ra đây. Ui trời AD đâu ra đây. Rồi thằng Flo khắc tinh hụt cho bạn ơi. Tập biến qua anh em ơi. Vẫn còn giáp hồi sinh nha. Đấy. Anh em thấy không? Phải nói rằng là quăng thằng AD bốc hơi luôn anh em ơi. Chỉ với 3 đòn đánh thôi nha anh em. Và chưa kể là tên bạn kéo lên đánh mình và mình vẫn còn sống. Tại vì rất là may sao thì mình lên mình farm đúng lúc là coi giáp của mình luôn anh em ơi. Phải nói rằng là đúng thiệt chứ nó chuẩn không cần chỉnh luôn anh em ơi. Thôi xong rồi, ra cướp bùa, cướp gì nữa bạn ơi. Và thế là trận đấu này là mình xác định đó anh em. Tên mình giành chiến thắng là chắc. Thì thật sự là quá xui. Mình định là kéo dài thời gian thêm nữa để mình có cái khả năng có cái lượng vàng anh em. Mình sẽ lên thêm mình đó là cái thương long. Thì lên thêm cái thương long nữa thì nó sẽ mạnh em rất là nhiều nha anh em ơi. Thương long mà anh em bán đi cho mình đó là đôi giày du mục quá. Anh em lên thương long thì anh em quăng người ta lên 4-5K là một chuyện bình thường nha anh em ơi. Thì video mình tới đây là kết thúc rồi, từ từ đi anh em. Trời ngon. Trời cuối game còn làm được thêm một mạng nữa chứ. Thì video mình tới đây là kết thúc rồi anh em ơi. Anh em coi video mà thấy hay thì đừng quên giúp mình một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh nha anh em ơi. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ngày mai nha.